bạn kênh Basi Rose của mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn móc hàng thứ tư. Hàng thứ tư sẽ có công thức là móc lên một bính, rồi mình sẽ móc 2x, 1v, lặp lại 6 lần và một mũi trượt để kết hàng. Và tổng cộng mình sẽ có 24 mũi đơn sau khi mình móc xong hàng thứ tư. Thì ở đây sẽ là 2x, ở đây sẽ là 2 mũi đơn chung một chân, thì 2 mũi đơn cộng với 2 mũi đơn sẽ là bằng 4. 4 mà nhân cho 6 thì sẽ bằng 24. Cho nên hàng thứ tư, sau khi mình móc xong hàng thứ tư, mình sẽ có được 24 mũi đơn. Mình móc lên một bính, đâm kim vào cái chân bính mà mình đã móc mũi trượt ở hàng thứ ba. Khi kết thúc hàng, mình móc, mình kéo len qua, mình móc một mũi đơn hoàn thành. Đây là mũi đơn đầu tiên. Móc tiếp một mũi đơn ở chân bính thứ hai, mũi đơn thứ hai, qua chân bính thứ ba mình sẽ móc là 1v, là 2 mũi đơn chung một chân. Đâm kim vào chân bính thứ ba, móc một mũi đơn lần thứ nhất. Mũi đơn đã hoàn thành. Đâm kim vào chân bính thứ ba, móc một mũi đơn đã hoàn thành lần thứ hai. Ở đây mình có 1v ở chân bính thứ ba. Ở đây mình có 1x, 1x là 2x, 2x và 1v. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, mình móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc 2 mũi đơn chung một chân tạo thành 1v. Một mũi đơn lần thứ nhất, đâm kim vào cùng một chân, móc mũi đơn lần thứ hai tạo thành 1v. Đây là 2x1v, 1x1xv. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi V. Một mũi đơn lần thứ nhất, đâm kim cùng một chân móc, móc mũi đơn lần thứ hai tạo thành một V. 2x1V. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc 2 mũi đơn chung một chân tạo thành một mũi V. Một mũi đơn lần thứ nhất, đâm kim cùng chân móc, móc tiếp một mũi đơn lần thứ hai tạo thành một mũi V. 2x1V. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi V. Một mũi đơn lần thứ nhất,
cùng chân móc, móc một mũi đơn lần thứ hai, tạo thành một mũi V, 2x1V. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Tiếp tục móc một V, đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn lần thứ nhất. Tiếp tục móc cùng chân móc, đâm kim vào cùng chân móc, móc một mũi đơn lần thứ hai, một V, 2x1V. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Chân kế tiếp móc một V, một mũi đơn lần thứ nhất. Đâm kim vào cùng chân móc cuối cùng, móc một mũi đơn lần thứ hai. Chân móc cuối cùng là một V, 2x1V, lặp lại lần thứ sáu. Móc một mũi trượt, bỏ một bính mà mình lên bính đầu tiên á, mình bỏ một bính này mình không móc vô, mình bỏ một cái chân bính kế cái hả mũi bính mà mình lên một bính hồi nãy mình móc bằng mũi trượt á, cái chân bính này mình cũng không móc, mình đâm kim vào chân bính đầu tiên của mũi đơn mà mình tạo đầu tiên á, mình đâm kim vào chân móc của mũi đơn đó là chân bính đầu tiên, mình móc một mũi trượt. Vậy là xong hàng thứ tư. Hàng thứ tư, thay vì mình móc 2x1V như vậy đúng không, thì nó sẽ tạo ra hình lục giác, là góc cạnh như vậy. Nó sẽ tạo ra hình góc cạnh như vậy. Nó sẽ tạo ra hình góc cạnh như vậy, chứ nó không tạo ra hình tròn vo luôn. Tại vì mình móc á, mũi V này nè, là nó đi cùng một hàng mũi V, cho nên nó sẽ tạo ra một hà cạnh mũi V như vậy. Nó sẽ tạo thành cái cạnh, góc cạnh. Cho nên mình phải tản cái mũi V này đi, để cho cái vòng tròn của mình nó sẽ được móc, nó sẽ được tròn vo luôn. Cho nên mình sẽ không móc theo cái công thức này, mà mình sẽ móc theo công thức tản mũi. Công thức tản mũi sẽ của hàng thứ tư sẽ là móc lên một bính, mình móc một x một V lần thứ nhất, và mình sẽ móc ở trong ngoặc đơn này là 2x1V, và mình chỉ móc còn 5 lần thôi. Ở đây mình móc 6 lần, lặp lại 6 lần, thì bây giờ xuống đây mình chỉ lặp lại 5 lần thôi. Và ở đây mình sẽ móc một mũi đơn, và ở đây mình sẽ móc một mũi trượt. Tổng cộng hàng thứ tư cũng vẫn là 24, vì ở đây là một đơn, một đơn cộng lại là hai đơn, là bằng với hai đơn này. Ở đây là một V thì bằng một V này, cho nên một đơn một V một đơn này nó sẽ là lặp lại một lần cộng với lại hai đơn V này 5 lần, nó sẽ bằng là tổng là 6 lần. Mình sẽ chia đôi cái số 2 này ra, mình lấy 2 chia 2 thì sẽ ở đây sẽ là một mũi đơn, và ở đây sẽ là một mũi đơn, và mình tản cái mũi V nó nằm ở đây, nó không còn nằm ở đây nữa mà nó sẽ nằm ở đây. Cho nên mũi V nó sẽ không nằm theo cái đường thẳng này nữa, nó sẽ không tạo ra hình lục giác, mà nó sẽ tạo ra cái hình tròn vo luôn. Nó sẽ tạo ra cái hình tròn luôn. Nó sẽ bo tròn lại, và chữ V nó sẽ tản mũi đi, nó sẽ nằm khác nhau. Nó không còn nằm trên một đường thẳng này nữa, cho nên nó sẽ không tạo ra cái hình lục giác.
Cho nên các bạn sẽ móc hàng thứ tư theo công thức tản mũi là công thức này. Mình sẽ tháo ra, mình sẽ tháo hàng thứ tư. Hồi nãy mình móc cái công thức chưa tản mũi này ra, mình sẽ móc lại từ đầu. Mình tháo nhẹ nhẹ thôi. Rồi mình lấy cái sợi bính nè, mình cầm cái sợi bính nè. Mình kéo cái sợi bính dài này nè, cái sợi bính dài này nè, mình kéo lên nè để mình đâm kim vô. Rồi, mình lấy ngón trỏ mình đẩy về hướng bên trái thì cái lỗ kim nó, cái vòng tròn trên kim nó sẽ khích lại. Và bắt đầu mình sẽ lên một bính nè. Mình bắt đầu mình móc hàng thứ tư theo công thức tản mũi để cho nó ra cái hình tròn tròn vo luôn. Mình sẽ đâm kim vào cái chân mà mình móc mũi trượt ở hàng thứ ba mà mình kết vòng cuối cùng á, mình sẽ đâm kim vô mình móc một mũi đơn. Ở đây sẽ là một mũi V. Đâm kim vào chân bính thứ hai nè, mình móc một mũi V là hai mũi đơn chung một chân bính thứ hai, một mũi đơn lần thứ nhất nè. Đâm kim vào chân bính thứ hai lần thứ hai nè, móc một mũi đơn lần thứ hai nè, là tạo ra một V nè. Ở đây là một V, ở đây là một X nè, một X V. Ở đây một X V mình móc rồi, bây giờ mình sẽ tiếp hai X trong ngoặc đơn. Chân bính thứ ba mình móc một mũi đơn, chân bính thứ tư mình móc một mũi đơn, chân bính thứ 5 mình sẽ móc một mũi V, chân bính thứ 5 mình sẽ móc một mũi V. Chân bính thứ 5 mình sẽ móc một mũi V, một mũi đơn lần thứ nhất. Cùng chân bính thứ 5 đâm kim móc một mũi đơn lần thứ hai, tạo thành một mũi V của chân thứ 5. Đây là 2XV. Mình lặp lại một lần. 2XV lặp lại một lần. Bây giờ lặp lại 5 lần, mình lặp lại thêm 4 lần nữa để cho đủ 5 lần. Đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Đâm chân vào chân kế tiếp, móc một mũi đơn. Chân kế tiếp móc một mũi V. Hai mũi đơn móc chung một chân. Một mũi đơn lần thứ nhất. Cùng chân móc. Móc một mũi đơn lần thứ hai. Tạo thành một V. Đây là 2X một V lặp lại lần thứ hai. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi đơn. Chân kế tiếp móc một V. Một mũi đơn lần thứ nhất. Cùng chân móc, móc một mũi đơn lần thứ hai. Tạo thành một V. Đây là 2X một V lặp lại lần thứ ba. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi đơn. Chân kế tiếp móc một V. Một mũi đơn lần thứ nhất. Đâm kim vào cùng chân móc, móc một mũi đơn lần thứ hai. Một mũi V. 2X một V lặp lại 4 lần. 2X một V lặp lại lần thứ tư. Đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi đơn. Chân kế tiếp móc một V. Một mũi đơn lần thứ nhất. Đâm kim vào cùng chân móc, móc một mũi đơn lần thứ hai. Đây là một V. 2X một V lặp lại lần thứ 5. Mình móc 2XV lặp lại lần thứ 5.
là đủ 2xv lặp lại 5 lần. Bây giờ mình sẽ móc tiếp 1x. Đây là chân cuối cùng của hàng thứ tư. Mình sẽ đâm kim vào chân cuối cùng. Mình móc một mũi đơn. Vậy là xong hàng thứ tư. Và bây giờ mình sẽ móc một mũi trượt để mình kết hàng. Chân bính này mình sẽ không móc. Chân bính này là mũi trượt. Mình móc ở hàng thứ ba, lúc mà mình móc cuối cùng mình kết hàng, mình không móc vô. Một bính này là mình lên một bính đầu tiên của hàng thứ tư, mình cũng không móc vào. Mình móc vào chân bính đầu tiên của mà mình tạo mũi đơn đầu tiên. Mình sẽ móc vô chân bính này. Chân bính tạo mũi đơn đầu tiên mình sẽ móc vô. Mình sẽ móc một mũi trượt. Vậy là xong hàng thứ tư. Và vòng tròn của mình nó sẽ ra hình tròn vo. Một vòng tròn hoàn hảo, không có bị góc cạnh của mũi với chữ V này.